Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã có buổi làm việc với cơ quan chính quyền bang Bremen do bà Christina Voss, Bộ trưởng Kinh tế Lao động và Châu Âu, chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Vũ Quang Minh. Trên cơ sở cung cấp thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội cũng như định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng, phó bí thư thường trực thành ủy lương nguyễn minh triết đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực công nghiệp sản xuất tự động hóa vận tải biển logistics công nghệ thông tin giáo dục chất lượng cao thời gian đến thành phố sẽ cân nhắc việc nâng tầm hợp tác quan hệ giữa hai địa phương